tức là nói một cái, cái nói một tí sơ và kinh nghiệm dạy học trước, đúng không? hồi thứ hai chúng ta hỏi, thứ hai chúng ta hỏi, uh, thứ hai chúng ta hỏi. thì bây giờ mình nói sơ một xíu ví dụ như là thông thường là chúng ta ở cách một cách cách dạy, đúng không cách dạy nói về cách dạy trước là mình ta đi vào cái sinh học chuyên môn số chính phương, thì tôi ra nó cũng có liên quan tới các buổi sinh hoạt và cái hướng đi của mình là vậy. cách một là chúng ta sẽ cho công thức, chỉ cho công thức, rồi người ta cho ví dụ minh họa, đúng không? cho ví dụ minh họ rồi sau đó là chúng ta rèn bài tập, đúng không? Rồi cái cách đó là thì thông thông thường là vậy. nhưng cái cách đó thì nó phù hợp trong thời gian ngắn, nó phù hợp trong thời gian ngắn. đi đường dài thì chúng ta sẽ quên kiến thức, tại vì chúng ta nhớ công thức mọi người. chúng ta theo hướng là nhớ công thức, rồi cho ví dụ mẫu áp dụng, rồi rèn bài tập, đúng không? Rồi chúng ta sẽ quên. trong thời gian ngắn thì ổn mọi người nhưng mà tính đường dài tới ngày mà cuối cùng đúng không tới ngày cuối cùng là ngày thi dụ thi vào lớp 10 hay thi đại học thì cái lượng kiến thức quá nhiều cái lượng kiến thức quá nhiều mình nói đơn giản là chúng ta là giáo viên đi Bây giờ mình hỏi năm nay là công thức sinh nhân 3 chúng ta còn nhớ không Đó, đúng không công thức sinh nhân 3 chúng ta còn nhớ không, không. lúc chúng ta dạy thì chúng ta nhớ nhưng mà sau một năm chúng ta sẽ quên <laughs> đúng không? lúc ta dạy có thể ta sẽ nhớ, à, tại vì chúng ta đang dạy cái năm đó ta nhớ, năm lớp 10 ta nhớ, nhưng mà lên 11, uh, xin nhân, xin bài ít, ít dùng, đúng không? Uh, thì chúng ta sẽ quên, à, đúng không mọi người? cái cách học như vậy là chúng ta sẽ quên. nên cái cái hướng mà mình đi, rồi chúng ta sẽ có một cái hướng đi khác. ví dụ như, như mình nói đơn giản, bạn nào đang luyện 12 đúng không? cái vị trí tương đối giữa đường và đường. Đó, bạn luyện ngay lúc đó cái công thức bạn nhớ áp à, 3 tháng sau bạn quên sạch kể cả chúng ta là người dạy chúng ta cũng quên tại vì nó, nó công thức nó nhiều quá khi mà cái giai đoạn cuối cái lượng công thức quá nhiều người ta sẽ quên ví dụ đúng không ví dụ như khi người ta dạy công thức căn a lớn b à, mình nói sự căn E lớn b là người ta có công thức đúng không mọi người có công thức cái này là dùng chung ca, cấp hai ba chúng ta có công thức nhưng mà bây giờ mọi người thử nghĩ công thức là gì viết thử coi viết ngay lúc này Biết được không không ra. không ra. chúng ta thường đưa công thức hay căn a bén b chúng ta cho ra công thức giải đúng không bây giờ đúng không giờ căn a lớn b chúng ta cũng có công thức tại à, vì viết đây viết thử công thức này ngay lúc này mình cũng không nhớ công thức mình không nhớ có thể ngay lúc chúng ta dạy ta nhớ công thức nhưng xin lỗi một qua ngày mai chúng ta có thể quên công, cái công thức dưới liền. liền. đúng rồi. người nếu cái hướng đi á cái hướng mà theo mình là cho công thức, cho bài tập mẫu và ấy á, thì nó chỉ là giải quyết trong thời gian ngắn thôi. còn cái hướng đi đường dài á, mà người ta hay nghĩ rằng học toán là phải chứng minh, chứng minh định lý. đúng không? cho định lý là phải chứng minh. cái đó theo mình nó cũng chưa chưa phải là cái hướng đi tốt nhất. mà ví dụ đây là một cái định lý, đúng không? chúng ta phải đi chứng minh nó là cái phần sau. vậy thì mình đặt một câu hỏi này cái lúc đầu á, cái nguồn nào dẫn tới cái định lý này à cái nguồn nào dẫn tới định lý này cái này mới quan trọng cái cơ sở nào để sinh ra cái định lý đó mình nghĩ nó quan trọng hơn nó quan trọng hơn là có định lý để chứng minh định lý đúng thực ra chúng ta trẻ cần chứng minh thì nó trẻ thấy gì cách một người nó chỉ hơn cái là chứng minh chứng minh xong rồi sao lúc vô thi quên sao nên quan trọng là cái nguồn cái cơ sở nào anh sinh ra cái định lý đó nó sẽ hay hơn ví dụ như mình đúng không cái cơ sở nào sinh ra định lý đó nó sẽ hay hơn à, nên chúng ta thường thông thường các buổi giao lưu chúng ta sẽ đi theo cái hướng là cái cơ sở để sinh ra cái định lý cái cơ sở để sinh mình nói ví dụ như lũy thừa thôi từ cái lũy thừa này bạn biết rằng chúng ta có thể dẫn dắt ra tới hai cái là cái định nghĩa căn bậc 2. và cũng từ lũy thừa ta có thể sinh ra cái khái niệm log cũng đi từ lý thừa mọi người cũng đi từ lý thừa thôi mà lý thừa là cái mà học sinh nó đã biết từ cái đã biết và người ta phải phía trước mọi người mới sinh cái định lý học ngày hôm nay à, đây là cái hướng mà mình luôn luôn định hướng những cái buổi sinh học để chúng ta cố gắng được như vậy chắc tất nhiên có những cái là không thể khó với cái trình độ chắc phải cao hơn cỡ giáo sư tiến sĩ họ sẽ làm được mọi thứ còn uh, trong phạm vi khả năng của nhóm thì chúng ta sẽ được cái nào thì làm cái đó À, còn cái nào không được thì chúng ta phải đi theo hướng là chấp nhận là cho định lý chứng minh rồi chúng ta vận dụng còn nếu cái nào mà có thể dẫn dắt được là vì sao cái quá trình hình thành nên cái định lý đó như thế nào thì nếu có được thì sẽ cố gắng hết mức có thể để làm vậy thì bây giờ mình nói chúng ta quay về cái số chính phương à, khi mà nói về số chính phương thì chúng ta sẽ có nhiều tính chất đúng không mọi người tính chất như định lý thôi Thế thế bây giờ không phải là vấn đề vậy thì bây giờ cái cơ sở nào để chúng ta sinh ra cái tính chất đó. Ví dụ chúng ta quên thì ví dụ mình lấy ví dụ nè. Mình lấy nè. À, ví dụ như số chính phương nè, à, số chính phương khi chia 3 chỉ dư 01, à, số chính phương khi chia 4 chỉ dư 01, số chính phương khi khi chia 5 chỉ dư 014. Ok, cái này mình phải học thuộc đúng không? Mình phải học thuộc làm ra nhanh. Nhưng mà lỡ vô phòng thi quên tính sao? À, mọi người, mọi người hình như mất này không Lỡ vô phòng thi quên tính sao? À, phải có phương án dự phòng. <laughs> đúng không? Ôi, chúng ta dạy là chúng ta sẽ là cho tính chất rồi ráp bài đầu tập. Cái việc chứng minh đó, đúng không? Đúng không? Rồi, lỡ người ta quên thì tính sao? Nhiều khi quên với mọi người. Chích cha là chi năm là dư nào ta? nó dụ thằng chi 3 chỉ dư 0 1, thằng chi 4 dư 1 rồi chi 5 dư 0 1 4 chi 8 dư bắt đầu. À, ngay lúc mình học xong, ngay lúc mình làm xong bắt đầu mình tìm cách nhớ thì mình nhớ liền mọi người nhưng bắt đầu vài tháng sau bắt đầu lượng kiến thức quá nhiều đúng không cái lượng kiến thức mà nhất là ôn chuyên nó rất là nhiều bắt đầu tùm lum kiến thức chích che rồi số chính phương chia năm dư mấy ta bắt đầu dễ bị nhầm bị nhầm đó. thì ở đây chúng ta phải có một cái hướng để hay đi cái cái này có thể nhớ mọi người nhưng mà có một cái rất dễ quên đó là số tận cùng à số chín vương cái chữ số tận cùng chỉ là không một bốn năm sáu chín không được hai ba bây giờ lúc mình học mình nhớ nè à, không được hai ba nha ba tháng sau quên <laughs> đúng rồi sao dám dám chắc nhớ không quên chứ nếu bây giờ chúng ta sẽ tính một cái hướng là gì trong trường hợp chúng ta không nhớ thì chúng ta xử lý thế nào à hôm nay quan trọng là hôm nay của buổi hôm nay là vậy đúng rồi mình nói nó thật luôn cái chuyện mà chữ số tận cùng là hai ba nó thật của mình là mình quên liên tục đó mình biết cái này hay quên nên mình cố nhớ nhớ xong mình thấy xong mình quên à quên đúng rồi người cái này dễ quên nè dễ quên lắm à tới bây giờ bây giờ mình hình dung một đứa học sinh mình dạy nó là mấy em nhớ nha số chính phương là không được chậm, cùng là hai ba bảy tám dạ 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 xong xong vô phòng thi quên tại vì cái kiến thức nó quá nhiều cái lượng kiến thức đã ôn chuyên nó quá nhiều đúng không rồi bây giờ học sinh nó vô nó quên bây giờ tính sao ráng rặn nhớ nhớ không nổi vô phòng thấy căng thẳng quá chị thì chúng ta phải có một phương án dự phòng đó là cái dự phòng là gì trong trường hợp quên chúng ta hãy lý luận suy luận để ra luôn cái tính tính cách đó ví dụ như mình nói về cái sinh ba ít và sinh bốn ít có ba á, mình dạy học sinh là nhớ thì tốt ráng nhớ ra nhanh nhưng mà trong trường hợp quên chúng ta sẽ phải chịu khó suy luận và thực ra cái quá trình suy luận còn cầm nắm 30 giây mọi người nhanh lắm. như mình là cái công thức này mình hay quên lắm. nhưng mà mình suy luận rất là nhanh mình suy luận rất là nhanh à, mình suy luận ra nhiều công thức đó, mọi người hầu hết các công thức cái lượng công thức mình nhớ không có nhiều mình suy luận không mà suy luận nhanh lắm mọi người vài không không quá một phút không vậy thì bây giờ cái bài này giả sử trong phòng thi mình quên thì tính sao mọi người ví dụ tận cùng thì bây giờ mình nhớ mình nhớ là một cái số chính phương mình lấy ví dụ ba số đi mình lấy ví dụ thôi không cần phải lấy bao quát đúng mọi người thì nó có dạng là gì 100 a cộng 10B cộng cái C cuối cùng, cái C cuối cùng, đúng không? Rồi số chính phương là dạng bình phương minh bình lớn. Như vậy ông này là ông này có dạng là 10, bên trong là nhân với một cái gì đó là tức là 10A cộng với B đúng không mọi người? Nhưng mà chúng ta không quan trọng tại vì chúng ta sẽ suy luận. Cái quá trình suy luận ta phải suy luận cho nhanh thì ở cái thể này là chấm 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 cộng với một cái số C bình phương lên. Đúng không mọi người? Suy luận mọi người thấy là tự nhiên không? Một con số cái cấu trúc của con số là ABC hay là chúng ta bao quá là a n a không không quan trọng chúng ta chọn ba số cho nó gần hay thậm chí chọn hai số đúng không thì nó có hình dạng là 10 nhân cái gì đó cộng c bây giờ chúng ta mũ lên thì chúng ta khai triển hạng thức nó khai triển hạng thức thì nó sẽ ra cái dạng gì mọi người thằng này bình phương tức là 10 bình là trăm chứ vậy nó có, nó sẽ có dạng là cũng là 10 thôi đúng không nói chung cũng có dạng là 100 100 100 rồi cái giống ở bình phương nói chung tấm là nó có 10 rồi xong cộng 2 lần ab mà hai lần ab nó có 10 tấm là cái 10 rồi nhân cái gì đó cộng với c bình phương. Nên cái chữ số tận cùng nó phụ thuộc vào cái ông cuối cùng. Mọi người thấy hình dung cái này không? Trong trường hợp quên chúng ta phải hướng học sinh cách suy luận. Mà suy luận này rất là tự nhiên mọi người. Một số nhân viên có dạng bình phương thì số phương này chúng ta viết rồi nè cái chữ số cùng. Vậy thì chữ số cuối nó có thể rơi vào cái gì mọi người hình dung này? C nó có thể là gì? Là đúng không? C có thể là số 0, vậy 0 bình phương có phải là 0 không? 1 bình phương có thể là gì? Là 1. 2 bình phương có thể là 4. 3 bình phương là 9. 4 bình phương là 16, 16 tận cùng là 6. Mọi người thấy ông nó lòi ra. Mọi người thấy là 5 bình phương 25. 6 bình phương 36. 7 bình phương 4, 4 9. 8 bình phương 64 và 9 bình phương bằng 81. Như vậy tận cùng là gì? Nó không có 2 3 7 8. Xong. Mọi người công nhận nếu mình viết nhanh thì không quá 30 giây và chúng ta sẽ phát hiện ra nó thiếu nó chỉ nó không có những tận cùng 2 không có tận cùng 3, không có tận cùng 7 không đâu đâu ghi ra nhát số nhân viên không có hai bài nào vậy đâu vận dụng như bài thi lúc đó mọi người trong trong phòng thi mà quên thì bắt đầu suy luận rất là nhanh mọi người hiểu không 30 giây nếu mà tốc độ nhanh 30 giây 30 giây là chúng ta có thể tái tạo lại thực ra cái này chúng ta tái chúng ta để ra giống như là đẻ ra toán Đẻ ra cái định lý vậy bây giờ hiện người là tái tạo lại kiến thức chúng ta tái tạo lại cái lấy ok mọi người tái tạo lại dùng với cái hướng của mình đó là chúng ta sẽ luôn luôn có một cái phương án dự phòng là trong trường hợp quên công thức chúng ta phải hướng có hướng xử lý à, trong trường hợp quên công thức phải xử lý và xử lý phải thật là nhanh còn những cái công thức mà xử lý quá lâu thì buộc phải ép phải nhớ à, tất nhiên là chúng ta sẽ cố nhớ nhớ cho nhanh à, nhớ cho nhanh nên mình mọi người hiểu không à, đó rồi, ok, à, cái đầu tiên Rồi, mọi người có hỏi gì không? À, mọi người có hỏi gì không? À, mọi người có hỏi gì về à, cái này không? Đầu tiên, như vậy tính chất một mình đã xong à, Nó vừa là chứng minh, đồng thời nó vừa là có quá trình dẫn dắt Ví dụ như mình là bây giờ mà mình mà quên tính chất 1 là mình suy luận thôi Mình suy luận là mình lòi ra được tính chất bình ghi tính chất ra ngồi nháp để mình vận dụng làm bài tập Đó. À, ok cái đầu tiên đúng không mọi người như vậy số chính phương là không thể tận cùng hai ba bảy tám đúng không không thể tận cùng vậy thì để chứng minh một số không là số vuông để chứng minh nó có tận cùng hàng nguyên vị là hai ba bảy tám là xong đúng không ok bây giờ chúng ta sẽ nói về tính ok có có ai hỏi tính chất một mọi người Có ai hỏi tính chất một à, ok à, chúng ta qua tính chất hai à, qua tính chất hai mọi người à, khi phân tích ra thừa số nguyên tố thì số chính phương chỉ chứa các thừa số nguyên tố mũ chẵn à, mũ chẵn đó mọi người, mũ chặn Thì dễ thôi. Bây giờ một cái số chính phương, số chính phương nó có dạng là n bình phương. Đúng không mọi người? Nó là bình phương của số nguyên mà chúng ta lấy cái thằng n ra. Thì thằng n này luôn luôn phân tích bởi các số luôn luôn phân tích được dưới dạng này đúng không mọi người? chấm chấm bn bk alpha k, đúng không? Đúng không? cái thằng n một con số bất kỳ luôn luôn được phân tích ra các thừa số nguyên tố rồi giờ người ta mũ hai nó lên, lên mũ hai lên thì có phải những cái mũ đều là mũ chẳng không thì thôi xong gì đó xong ok mọi người à xong thì từ từ cái tính chất này người ta dẫn tới một cái định lý phía sau cho nó nhanh lại định lý cuối cùng chúng ta học bao quá. cho anh nhanh tức là cái thằng này chỉ còn nhớ, cần nhớ không có cần nhớ mấy cái này mọi người nhớ thằng dưới luôn số chính phương mà chia hết cho b mũ 2 n cộng một thì nó chia hết cho b mũ 2N cộng 2 n cộng hai hết 7. cho nên nhanh một cái thôi một cái cho nên nhanh đúng không à, đúng rồi. cho nó xong cái gì đâu ok mọi người xong Và như vậy chúng ta đã xong cái tính chất 2 à, xong cái tính chất hai ok không? à, cái tài liệu này mình mình tối nay là mình có sửa lại nhưng mà chưa có kịp chưa có kịp sửa tức là mình sửa vô cái tờ giấy này ra ngồi vỡ mình chưa có sửa lại nên chúng hôm chúng ta sẽ có đi một sự khác biệt một xíu à, một sự khác biệt ok mọi người như vậy số chính phương chia hết cho b b đây là số nguyên tố mũ 2 là cộng 1 thì chia hết cho b mũ 2 là cộng 2. à, mọi người à... ok ok mọi người hình dung không rồi giờ chúng ta sẽ qua cái tính tính chất ba này không chúng ta hơi sửa là một xíu đây là hệ quả hệ quả của tính chất 3 mọi người à, Thật ra nó hệ quả tính chất 4 Mình sửa là một xíu tính chất 4 sẽ nằm ở đây Tính chất 4 Tính chất này là tính chất 4 Và đây là tính chất 5 Và đây là tính chất 6 Chúng ta nói về tính chất Vậy tính chất 3 sẽ là gì? chúng ta bổ sung một xíu cái tính chất 3 mọi người Tính chất 3 nó sẽ là vậy à, Tính chất 3 Đó là số lượng ước của số nguyên tố Cái số lượng Số lượng ước của một số chính phương Là lẻ Là số lẻ À là số lẻ Là số lẻ mọi người À là số lẻ nha yeah. à, Nhưng mà cái Cái này mình sẽ bổ sung vô cái file Mình sẽ bổ sung lại Giờ chúng ta qua cái tính chất quan trọng mọi người à, Lúc đầu là mình tách ra Nhưng mà mình nghĩ không cần tách nữa Mọi người để ý tư Đúng không Cái tính chất này nếu mọi người cảm thấy cái tư liệu Nó sẽ là tách ra Nhưng mà bây giờ mình sẽ giúp cho Có một cách Nó hay đó mọi người hay lắm không cần tách mà người ta sẽ dựa vào cái tính chất bốn và những ông này là hệ quả của nó thôi để người ta nhớ như vậy mọi người là tính chất bốn ở dưới nằm ở dưới này nhưng mà mình sẽ viết lại như vậy mình sẽ viết lại như vậy tính chất bốn như sau như vậy mọi người đó là chúng ta khi bạn có một số chính phương là a bình mà chia hết cho một số nguyên tố b b là số nguyên tố thì a bình sẽ chia hết cho b bình và a sẽ chia hết cho b đây là cái tính chất quyết định toàn bộ tính chất ở dưới à chúng ta chỉ cần nhớ ông thôi nhớ nhớ một ông thôi mọi người đúng không là chúng ta có thể trong quá trình chúng ta quên chúng ta dùng ổng ta suy luận hết tất cả những ông kia luôn à, chứ không cần nhớ nhiều à, chúng ta nhớ cho nhanh cũng được à, chính phương khi chi ba chỉ dư không một cái này cũng dễ nhớ mọi người chi ba bốn dư không một chi năm tám là dư không một bốn số chứng minh lẻ chi tám là dư một cũng được nhưng mà lỡ quên lỡ quên lỡ quên à, một năm sau quên thì chúng ta xử lý sao đúng không thì mọi người thấy nè à, vậy thì số dinh phương khi chia 3 thì sao n bình chia 3 thì mọi người biết rằng ba là số nguyên tố vậy ta n bình chia cho 3 đúng không thì dẫn tới chúng ta xét xét cái thằng n chia 3 này mọi người thấy là khi a bình chia hết cho b thì a chia cho b vậy thì n bình chia 3 thì chúng ta sẽ xét thằng n chia 3. Vậy thì n chia 3 nó sẽ có những trường hợp nào mọi người? n chia 3 thì nó sẽ có những trường hợp nào? n chia 3 thì nó sẽ có dạng gì? n bằng 3k hoặc là n bằng 3k cộng, cộng cộng 1, n bằng 3k cộng cộng 2 đúng không? Nhưng mà để cho gọn, cái n bằng 3k cộng 2 ta sẽ xử lý là 3k 3k trừ 1. Chúng ta sẽ gọn hơn và chúng ta bình phương lên bình phương lên thì chúng ta sẽ vậy chúng ta thấy phần dư nó bình lên xử lý như vậy ông này bình lên thì ông bằng 9 chín k bình thì ông chia cho ba như vậy là trong chúng không nếu số dư bằng không rồi những ông kia bình lên bình lên n bằng 3 k 3 k cộng trừ một cái đếm bình lên bình lên thì chúng ta sẽ có là gì cái cụm 3 Những cái gì đó cộng một bình như vậy dư một à như vậy mày cái dư không hoặc dư một hết bạn mọi người thấy không dễ sử ta quên thì trong vòng 30 giây chúng ta suy luận rất là nhanh ra được phần dư 01. Ok mọi người. Đúng không? Rất là đơn giản mọi người, rất là đơn giản. Đúng không mọi người? À, thấy chưa? Rồi, ok. Vậy thì bây giờ trường hợp ông này thì sao? Ông này thì sao? N chia 4, N chia 4 là N bình chia 4 đúng không N bình chia 4. N bình chia 4. 4 tức là gì một mà... 4 tức là 2 bình. Như vậy người ta áp ông nội này người ta đẩy ra như vậy người ta xét là gì? N bình chia N, chia 2 N chia 2 Nó sẽ ông N chia 2 Đúng không mọi người Nó sẽ xếp ông N chia 2 sẽ ông N chia hai, Mà mình sẽ ông N chia hai thì nó có dạng 2 k, 2 k cộng một như vậy một trường hợp là dư không, hai k một bình lên thì thằng một bình ở sau cùng dư một như vậy chia bốn thì dư không, thấy chưa? hay không? hay không? À, hay mọi người, quá hay. vậy bây giờ ông n bình chia 5 thì sao? ông n bình chia 5 ta sẽ xét ông n NG. chia ông n chia 5 đây mọi người, đúng không? A bình chia cho B chúng ta sẽ xét A chia B. Vậy N bình C 5 ta sẽ xét N chia 5. N chia 5 có những dạng N bằng 5K, N bằng 5K cộng 1, N bằng 5K cộng 2, cộng 2 chúng ta đẩy lên thành trừ 1. À xin lỗi rồi, à, cộng 2, N, N bằng 5K cộng 3, N bình 5K cộng 4, thì cộng 4 nó đẩy lên thành trừ 1. Đúng không? Nó là cộng 4 đẩy lên trừ 1, cộng 3 đẩy lên trừ, 2. À, ta sẽ bình lên như vậy, nó chỉ có 2 dạng là cộng trừ 1, cộng trừ 2, hàng sau bình phương như vậy là một cộng trừ một bình phương là số 1 cộng với hai bình phương là số 4 như vậy nó là không một bộ người ba mươi giây ba mươi giây đã ra quên thì suy luận thôi người quên là suy luận ra ok mọi người nó dựa trên cái hàng kia mọi người nhìn cái này à, ok nó nhanh luôn người nó cực kỳ nhanh tốc độ rất là nhanh và nhớ đến cái chất này thôi nhớ đến cái chất này vậy này là phải là B là số nguyên tố nha phải là B là số nguyên tố B là số nguyên tố mới được ok mọi người ok Mọi người có hỏi gì không? Mọi người có hỏi gì không? Ừ. lượng kiến thức nhiều lắm Thông tin kiến thức nhiều lắm Chúng ta phải có cái hướng để suy luận mọi người Chúng ta phải có cái hướng suy luận chứ ngồi Mà nhớ công thức chắc chết luôn là Giống như cái mấy cái công thức thể tích hình hình không gian á Quăng mấy chục cái công thức Xin lỗi mọi người nhớ nổi Nhiều quá Quá sức nhiều Mới cái thể tích mà nhớ như vậy Đóng cho một đống nguyên hàm Đóng một đống đạo hàm Đóng toàn là công thức công thức mấy cả ngàn cái công thức gì chắc chết luôn nên thật ra cái lượng công thức nhớ cũng không nên nhiều lắm suy luận tập suy luận này suy luận này okay. suy luận ok à, mọi người tiếp tục có câu hỏi cho mọi người có câu hỏi gì? rồi như vậy chúng ta sẽ đẩy tới cái tính chất tiếp theo là tính chất này à, như vậy là cái tính chất này thì chắc nhiều người biết rồi à, nhiều quá rồi đúng không như vậy là nó không là số nguyên tố đúng không mọi người nó không là số nguyên tố rồi ờ, chúng ta qua tính chất xấu tức là khi AB mà bằng cái gì đó bình phương là số chính phương mọi người thì chúng ta suy ra A là cái dạng là M bình và B, B, B có dạng là M quy bình đúng không à, có dạng như vậy rồi trong trường hợp bổ sung thêm AB là nguyên tố cùng nhau thì ta suy ra AB đều là số chính phương à, AB là số chính phương Đó à, OK à, chúng ta hay gặp thằng dưới nè chúng ta hay thấy thằng dưới đúng không nhưng hôm nay chúng ta tổng quát lên xíu nó phải có nó phải ra cái dạng này trước đã nó bao quát lên trước đã bao quát lên nó phải, và cái nó phải là chữ m bên kia là m luôn mọi người để nó nhân lại thì m bình đó. nhân lại thì ra m bình đó, ok, à, okay. À, cái số chính phương này mình soạn là hiện tại là đang soạn ở mức độ là gì à, à, cái số chính phương cái tư liệu này mình soạn đó, là soạn theo cái phong cách đó là tinh gọn mình nói lại cái tư liệu này soạn theo một cách tinh gọn nha mọi người tinh gọn tức là nếu mọi người dùng để luyện cho học sinh ôn thi trong thời gian ngắn thì cái tư liệu này rất là hay tại vì tinh gọn nhất có thể trong thời gian gấp rút nhất có thể nha mọi người còn nếu mọi người có dư thời gian thì chúng ta sẽ có một cái tư liệu khác chúng ta rải ra tới cả mấy chục trang lận thì ta luyện dần dần ví dụ bạn nào dạy từ lớp 6 không có thể luyện số phương chia ra từng khoảng còn bây giờ ví dụ như bạn là đang liệu cho học sinh lớp 9 mà chỉ còn có hai tháng là thi và cần gấp rút thì đây là cái tư liệu gấp rút có thể làm trong tích tắc à, tinh gọn nhất có thể mà quét được khá là nhiều cái vấn đề mà gọi là gọi là gọi là gì chen tức là cập nhật rất là kịp thời những cái dạng đúng không? là tinh gọn nhất chứ nó không phải là đầy đủ nhất nha. mà nó là tinh gọn nhất để trong thời gian ngắn có thể xử lý tốt cái việc dạy luyện thi cho nó nhanh cho nó nhanh đó mọi người cho nó nhanh ok à, ok mình sẽ chỉnh lại một xíu nữa mình chỉnh lại một xíu nữa cho nó hay nữa mọi người à, tại vì vừa rồi có sự cố nó không có thấy được rồi ok à, giờ chúng ta sẽ đi qua cái 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 dạng đầu tiên Chứng mình là suyấn phương thì nó có nhiều phong cách là mọi người tạo ra cái dạng bình phương là xong đúng không nên cái bài này thực ra chỉ là nhân vô thôi này bài này chỉ là nhân vô thôi đúng không À, ok Giờ chúng ta qua ý bài 2 Bài 2 thì uh, Chứng minh nó cũng vậy thôi mọi người Ở đây nó có một cái quy luật Nó có quy luật Mà thông thường có quy luật Chúng ta sẽ xét cái thằng tổng quát mọi người Chúng ta xử lý nó Ở đây nó cái hướng làm thôi mọi người Có quy luật Đúng không? Nó có quy luật chúng ta xét xử lý này Xử lý thì mình đã đưa ra cách xử lý rồi Nói chung mọi người in ra là mọi người nghiên cứu thôi Nói chung là nói về hướng làm Nó có quy luật thì chúng ta xử lý như vậy xử lý như vậy chúng ta lấy cái thằng tổng quát nó sẽ có một cái công thức đúng không cái hướng đi như vậy nó hướng đi như vậy giống như một cái ở lớp lớp sáu lớp 7 nó có cái tính tổng dãy số thì nó có quy luật chúng ta lấy cái thằng bao quát phân tích ra đúng rồi thì cái phân tích thì là có rồi, rồi mọi người làm mọi người nghiên cứu thôi là nhân xong rồi cộng trừ nhân chia ra hồi cuối cùng nó ra cái hướng này nhưng mà cái bài này thì sao à cái bài này thì khác nè cái bài này thì mình sẽ phân tích lại xíu tức là có hai n và bốn n đúng không thì mọi người thấy cái chỗ này n con số 1 và n con số 0 này n con số 1 đúng không đó thì thấy rõ ràng nó có gì chung đó bây giờ thằng một thằng là n n con số 4 n con số 4 à, phải giả thì mình đã gửi rồi nó đây chỉ là ngoài phân tích thôi này. n con số 4 đúng không à, n con số 4 khi có hai n con số 1 thì chúng ta phải đẩy ra mọi người đẩy ra đúng không? À, đẩy ra à, hai là con số 1 thì cái n cái phần sau ví dụ mình mọi người có là bốn con số 1 đi thì chúng ta sẽ, sẽ, đẩy ra là một một không không cộng một một đúng không mọi à, người đẩy ra đẩy ra thì chúng ta sẽ có cái chung cái chung là n con số 1 thì đặt cái chung như vậy Ờ, à, đặt cái chung như vậy cái bài này mình lấy trong cái, cái đúng không mình lấy trên màn mà cái lời giải nó hơi khó hiểu mình cố mình trình mình trình bày lại rồi đó mình trình bày như như mình soạn lại như vậy là dễ hiểu em mọi người chứ cái bài này trên mạng giải mình thấy hơi khó hiểu à, mình nó hơi khó hiểu và mình đã cố gắng trình bày lại rồi đó à, nó dễ hiểu hơn rồi đó mọi người đọc nha thì đẩy vô đúng không đặt vô đẩy vô nó ra được cái thằng này Là tách ra đúng không ra cái này rồi 10 mũ n thì bằng cái này mọi ơi mười mũ n đúng không chín chín cộng 1 tức là thằng 1 nó đẩy nó cộng dần vô, cộng dần vô, cộng dần vô, cộng dần vô thì nó không 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 tới số 1. Như vậy 10 mũi n. Đúng không? 10 mũi n. Nó cộng dần dần như vậy. Đó, thì nó ra 9a cộng 1 đó nó xong thay vô. Mọi người nghi cuốn xíu bài 3, nhìn xíu bài 3. Đó. Cái ý tưởng luôn, ý tưởng luôn. Ok mọi người à, Mọi người có vướng gì không Mọi người có xem file trước chưa, chưa? Đó. Rồi ok Cái hướng như vậy mọi người Mình phân tích thôi rồi chúng ta về nhà chúng ta nghiên cứu thêm Nghiên cứu thêm gì cũng hiểu Nhắn vô nhớ, nhớ nha mọi người để đi tiếp à, Tư tự bài này như vậy Bây giờ chứng minh không là số chính phương Nó có nhiều cách mọi người Ồ quá trời cách luôn cái, cái dạng mà chứng minh không là số chính phương Nó mới nhiều đúng không Nó nhiều à, Nó nhiều lắm Quá trời cách Rồi chúng ta đi thử bài một à chứng minh tổng bình phương thì bây giờ cái này dễ quá. Cái này thì nó dùng cái ý tưởng gì mọi người? Nó ra 4k, 4k cộng 2. 4k cộng 2 chắc là sai mọi người để ý số chính phương khi chia 4 đó, nó chỉ dư mấy 01. Ở đây dư 2 là sai. Nhớ không? Số chính phương khi chia 4 chỉ dư 01. Anh dư 2 là anh sai. Như vậy anh không phải là số chính phương vậy thôi. Đó mọi người. Nó tương tự bài này. Bài này nó dùng nguyên lý kẹp. Nguyên lý kẹp. À, mình sẽ nói về cái ý tưởng của nguyên lý kèm một xíu nhìn vô cái này thấy ngay nguyên lý kẹp mọi người nhìn vô một cái thấy ngay nguyên lý kẹp Vì nguyên lý kẹp thì mọi người sẽ thấy là nó 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 lớn hơn này phân tích lớn hơn thì mọi người sẽ mặc định luôn cái thằng tiếp theo là thằng thằng tiếp theo của nó đúng không như vậy nó cộng thêm một vậy thì chúng ta phải chứng minh nó bé hơn là n bình cộng n cộng một tất cả bình để khẳng định rằng a không là số nguyên phương cái ý tưởng là vậy nhìn vô nhìn vô cái kiểu kiểu như vậy mọi người cái kiểu kiểu như vậy nè là em ta nghĩ ngay tới uh, nguyên lý kẹp và nó có dạng hạn thức vậy thôi cái ý tưởng là vậy đúng rồi, rồi okay. còn ông này ví dụ này mới hay mọi người rồi, ví dụ này hơi độc đáo cái lúc mình sợ là không có sau đó mình mình thấy ủa sao còn thiếu cái phương pháp này à, cái cái phương pháp này là ít ít tài liệu ít ít bài tập phải đó là gì phân tích thành thừa số nguyên tố mỗi bài này mới hay ít ít nghĩ tới ít khi nghĩ tới người à, phân tích hàng này ra thừa số nguyên tố mà chứa thừa số nguyên tố mũ lẻ nè như vậy năm là số chính phương tại vì à, số chính phương là gì anh phân tích thành thừa số nguyên tố phải là à, mũ chẵn mũ lẻ là không có được à, mũ lẻ là không có được à, người thấy hay không à, đó mình chèn như cái bài này Mình chèn cái bài này à, ok à, mình cái mình phân tích thôi còn gì chúng ta đọc thêm mọi người chúng ta đọc thêm chúng ta qua cái uh, điều kiện là số chính phương à, điều kiện như vậy cái dạng điều kiện số chính phương là nó có dạng mũ 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 thì cái phương pháp chung là gì cho nó bằng cao bình Chó bằng cái bình xong. thường cái dạng này nó sẽ đẩy về giải phương trình nghị nguyên nguyên mọi người. Đẩy nó về phương trình nghị nguyên, cái hướng thôi, cái hướng thôi. đẩy đặt vô đây rồi chúng ta phân tích trình nguyên nguyên thôi. Rồi xong. Cái hướng như vậy. Mình phân tích cái hướng thôi. Mình phân tích cái hướng thôi. Rồi chúng ta in tài liệu ra ta nghiên cứu tiếp. Rồi coi gì có gì khác không? như vậy cái kiểu là số chính phương là cứ cho cứ đặt cứ đặt nó cứ đặt nó là dạng bình phương. Rồi chúng ta dùng các phương pháp đa số nó đẩy về phương trình nguyên nha mọi người. Đa số là đẩy về phương trình nguyên. À, ok đúng không? rồi cái bài này tìm bài này là tìm n bài sao để cho nó là một số chính phương mọi người là một số chính phương cái ý này nè mọi người ý này nè à, ông này nè hai này không là nguyên tố cùng nhau tức là không có ước chung á không có ước chung đúng không à, đúng rồi không có ước chung, tại vì nó chia ra dư một nè. nó chia ra dư một nè. ông này với ông này nó chia ra dư một, không có ước chung, không có ước chung mọi người. Rồi, vậy thì không không là nguyên tố cùng nhau thì nó dùng tính chất gì? Như vậy là vậy thì nó nguyên tố cùng nhau thì nó đang dùng tính chất là a nhân b là số chính phương mọi người, mà a, b nguyên tố cùng nhau, vậy thì muốn ông là số chính phương thì a, b đều là số chính phương đúng không à, nếu a b là số chính phương đó rồi xong nó dùng nguyên lý kẹp nó dùng nguyên lý kẹp nhìn cái hình dạng này nè hình dạng này là cái dạng hàng thức nè thì nghĩ ngay tới kẹp nghị lý kẹp mọi người à, ok rồi à, cái cái file mọi người cứ in ra cho à, rồi nghiên cứu nha ta phân tích thôi cái chính hôm nay á, là cái mình muốn chia sẻ mình muốn gửi tới là cái cái hướng suy si luận để trong trường hợp ta quên cái tính chất của số chính phương còn những cái kỹ thuật là mình đã soạn rồi mình soạn như vậy tư liệu này mà đem dạy trong thời gian trong cái thời điểm cắt rút là theo mình là rất là hay nha theo mình rất là hay à, theo mình rất là hay à, vận dụng thì có bài tập hết rồi mọi người à, có bài tập có hướng dẫn giải đúng không rồi có à, có đầy đủ rồi à, mình mình mới soạn được tới đây thôi tại vì vừa rồi có sự cố nên tới đây thôi không có chưa có thời gian để đẩy thêm Vậy thì hôm nay chủ yếu là cái chính đó, là mình muốn chia sẻ nhất là cái cách mà chúng ta lỡ quên à, trong trường hợp chúng ta quên cách chắc mọi người à, mình sẽ bổ mình sẽ sửa lại cái file này à, cho nó phù hợp rồi mình gửi lại vô nhóm, Lát à, nữa mình sửa lát nữa mình sửa chắc ngày ngày mai mình sửa lại vô nhóm Rồi à, các bạn dùng dùng được thì dùng Ok, à, có bạn nào hỏi mọi người? Có bạn nào đặt câu hỏi không? Có à, các bạn nào đặt câu hỏi và đề xuất gì không? Đề xuất gì? Đang tính tuần sau chắc làm cái cái hình học Cái hình học cực kỳ hay cái gì đó Và các bạn có thể đề xuất Các bạn có thể đề xuất Ok, hôm nay có ai hỏi gì không? À, không hỏi thì chắc là chúng ta ngừng ở đây mọi người. Tại vì nói chung là bây giờ chủ yếu mục tiêu hôm nay là mình phân tích cái hướng để nhớ cái tính chất, à, để không quên tính chất trong trường hợp quên, người ta có hướng xử lý. Còn bài tập thì các bạn cứ in ra, các bạn nghiên cứu. chỗ nào không hiểu nhắn vô nhóm, rồi chúng ta phân tích vậy thôi. À, để hôm nay kết thúc sớm một xíu, kết thúc sớm một xíu. Ok, các bạn có hỏi gì không? học, à, học sinh yếu hả ok rồi ok mọi người à, nếu không có gì hỏi thì gì ba điểm thẳng không hàng à, ba điểm thẳng à, ba điểm thẳng hàng đúng không ba điểm thẳng hàng ôn thi vào lớp 10 với ôn chuyên trong trong